Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 8. Sáng tinh mơ hôm ấy, An dậy sớm hơn cả Hà Vi và Hoài Thu, dù đêm qua tận 5 giờ mới ngủ. Gọi là ngủ dậy thôi, chứ thật ra là nằm chợp mắt một chút cho có. Sự nôn nao phấn khởi trong lòng đã tạo một nguồn động lực to lớn cho An, giúp cậu tỉnh táo như sáo, không hề có chút mệt mỏi nào. Hôm nay hai nhỏ không có tiết học nên được nghỉ trọn vẹn cả ngày. An dự định sẽ chiêu đãi cả hai đứa một ngày thứ bảy không thể tuyệt vời hơn. Cậu gọi điện đặt 3 tô phở ở tiệm phở nổi tiếng nhất khu này, rồi lên gác gọi hai cô gái còn đang say giấc ngủ. Hai đứa dụi mắt ngồi dậy. Hôm nay không phải đi học mà lại bị kêu dậy sớm, khiến cho mấy nhỏ nhăn mặt nhìn An thắc mắc. An cười tươi nói: Hai đứa dậy đi, phở đặc biệt full topping sắp tới rồi, xuống ăn đi, cho mình bàn bạc cái này. Hà Vi và Hoài Thu nhíu mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, không hiểu An nói gì. Nhưng bị phá ngang giấc nên cũng chẳng ngủ lại được nữa. Hai nhỏ dậy luôn dù có hơi hậm hực. Sau khi hai cô gái trẻ làm vệ sinh cá nhân xong thì người giao phở cũng vừa tới. An ra thanh toán nhận hàng rồi mang vào đổ ra tô chờ đợi mấy nhỏ. Vi và Thu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy 3 tô phở chất lượng đầy dung thịt trứng trước mắt. Vừa ngồi vào bàn, Vi hỏi ngay: Bữa nay hai vô mánh hay gì mà ăn sang vậy? Hơn cả vô mánh nữa. Ăn xong đi, cái em lên mạng á, tìm cái mẫu xe đạp điện nào mà ưng ý thì nói, lát mình ra đó mua cho em luôn. Vi trơ mắt nhìn An rồi quay sang nhìn Thu. Nhỏ tưởng An đang đùa hoặc là còn chưa tỉnh người, vì hồi khuya An nói rằng cậu nhậu nhẹt suốt đêm. Như đọc được suy nghĩ của em gái mình, An cười mà nói: Hôm qua anh mới lãnh tiền thưởng của dự án lần này, số tiền thưởng cũng được lắm, cho nên hôm nay hai đứa cứ ăn chơi thoải mái, anh hai lo hết. Hà Vi tin ngay. Nhỏ nhìn qua Thu hớn hở ra mặt, rồi hai đứa nắm tay nhau cười to thành tiếng mừng rỡ. Sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành, Vi và Thu ngồi tụm lại với nhau dò tìm các mẫu xe đạp điện mới nhất. Sau một hồi lâu bàn bạc, xem các review trên mạng, hai nhỏ đã tìm được mẫu xe ưng ý rồi đưa cho An. Không cần suy nghĩ, An gọi một chiếc taxi chở 3 người tới cửa hàng, rồi chồng tiền cái trụp lấy xe về cho Vi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ, khiến cho Vi tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhỏ còn chưa hết mừng vì cái xe đạp điện mới thì đã nghe An nói tiếp: Bây giờ em chở Thu về nhà cất xe đi, cho 3 anh em mình ra trung tâm thương mại. Hai đứa thích cái gì á, anh hai mua cho cái đó, đừng có quá mắc là được. Cả hai đứa hô dê lên một tiếng rõ to, rồi đèo nhau trên chiếc xe đạp điện mới về nhà. Sau đó thì như kế hoạch đề ra, 3 người lại vui vẻ đến một trung tâm thương mại gần đó để tiếp tục mua sắm. Không chỉ Vi mà Thu cũng có phần. Nhỏ đã giúp đỡ Vi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, nên An coi nhỏ như em ruột của mình. Khi có cơ hội như thế này, An cũng muốn tặng cái gì đó cho Thu. Không những vậy, An còn mua thêm chiếc xe cút kích 3 bánh và mấy món đồ chơi cho con bé Su Su hàng xóm. Dù con bé luôn xa cách và hoảng sợ khi nhìn thấy mình, nhưng cậu luôn có một tình thương ấm áp dành cho nó. Và cuối cùng, dĩ nhiên là không thể thiếu phần của Lăng Nhi. Lần này thì hơi khó, vì Nhi gần như chẳng thiếu thứ gì. An liền thì thầm hỏi Hà Vi, vì Nhi và nhỏ thường hay tâm sự riêng tư với nhau. An tuy là bạn thân nhưng mà là khác giới, nên đôi khi có những thứ cậu không thể biết hết được, nhất là những sở thích riêng tư của con gái. Vi liền tư vấn cho An về một loại nước hoa mà Lăng Nhi rất thích. Có lẽ ở nhà Nhi vẫn còn, nhưng An vẫn mua một lọ đặc biệt để dành tặng riêng cho cô ấy. Khi dùng hết lọ cũ, cô sẽ có lọ mới để thay ngay.
Sau khi mua sắm thỏa thích quần áo giày dép cho hai nhỏ và mua một cái điện thoại mới riêng cho Hà Vi, cả ba lại đi ăn kem, uống trà sữa trước khi quay về nhà. Hôm nay đúng là một ngày không thể hạnh phúc hơn cho Vi. Cứ như thể nhỏ đang được sống trong mơ. Thấy em gái vui cười hạnh phúc, lòng An chợt dâng lên một niềm xúc động khó tả. Có lẽ từ lâu lắm rồi, An mới có cơ hội làm tròn bổn phận một người anh, thậm chí là một người cha như thế này. Nó khiến cho những việc cậu làm ngày hôm qua trở nên có ý nghĩa và xứng đáng hơn nhiều. Sau khi chu toàn cho Vi xong, An bắt đầu nghĩ tới bản thân mình. Sau khi cân đo đong đếm số tiền còn lại, An chọn một mẫu xe máy phù hợp với bản thân mà giá lại không quá cao. Ngày mai chủ nhật, anh định bụng sẽ liên hệ với anh Bình, chủ tiệm sửa xe thân thuộc của An, nhờ anh dẫn cậu đi xem xe. Đây chắc cũng là khoản cuối cùng cần phải chi trước khi cậu mở sổ tiết kiệm, gửi khoản tiền còn lại vào đó để dự trù cho tương lai. Ngày hôm sau, An chạy ra tiệm sửa xe Lộc Bình. Vì đã hẹn trước, vừa thấy An tới, Bình đã giao tiệm cho nhân viên rồi chở cậu tới một cửa hàng xe máy uy tín quen biết của Bình. Chiếc xe An chọn là một chiếc thuộc dòng Bridgestone, một dạng xe hoài cổ. Bình kiểm tra sơ qua một lượt rồi gật gù đồng thuận. Ngay lập tức An trả tiền, hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi mang xe về nhà và đợi một tuần sau để lấy giấy tờ cùng với biển số chính thức. Trên đường về, An tạt vào ghé qua nhà Lan Nhi. Cậu muốn Nhi là người đầu tiên nhìn thấy chiếc xe mới này của mình, sẵn tiện đưa cho cô lọ nước hoa luôn. An đậu xe trước cổng nhà Nhi, rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô. Hôm nay là chủ nhật, hy vọng cô có ở nhà. Nhưng thật không may, Nhi đang đi công tác đột xuất ở Hà Nội. An thở dài chán nản, cậu muốn khoe trực tiếp với Lan Nhi chứ không phải nói qua điện thoại, nên cũng tạm thời giữ kín chuyện này. Cậu rồ xe máy đi về nhà, trong lòng vẫn hân hoan, muốn tận hưởng cảm xúc hạnh phúc này lâu nhất có thể. Hơn một tuần sau đó, An nhận được thông báo của công ty chọn cậu làm đại diện đi ra Phan Thiết để tham gia một sự kiện ngoài đó. Vừa kịp lúc An nhận được giấy tờ và biển số cho xe, nên cậu muốn làm một chuyến chạy thẳng ra đó để thử độ ngon của chiếc xe mới. Đến ngày đi, An nôn nao không ngủ được. Vừa tờ mờ sáng, cậu đã vác ba lô đẩy xe ra rồi chạy vèo một mạch tới điểm đến. Gắn bó quá lâu ngày trên cái xe cũ kỹ khiến cho cảm giác đi một chiếc xe mới nó sung sướng hơn gấp bội phần. An thậm chí còn cố tình đi những tuyến đường xa hơn để kéo dài thời gian được ngồi trên xe. Tâm lý của những người mua xe mới luôn là như vậy, luôn tìm đủ mọi cách để chạy ngoài đường càng lâu càng tốt. Chiếc xe quá êm nên cảm giác như quãng đường ngắn hơn hẳn. Dù đã cố tình kéo dài lộ trình nhưng cuối cùng cũng tới nơi. An vào khách sạn nhận phòng rồi quay trở ra đi tiếp. Cậu còn vài việc cần phải làm gấp để quay về đây trước khi trời chập tối. Sẽ không tốt chút nào nếu như ngoài đường vào tối nay, vì hôm nay là ngày trăng tròn. Như đã dự định trước, vừa hoàn thành công việc, An gấp rút quay lại khách sạn. Cậu đã mua sẵn đồ ăn và chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Vừa vào phòng, An liền đóng chặt cửa, kéo hết rèm lại để đảm bảo rằng không có một chút ánh trăng nào có thể lọt được vào phòng đêm nay. Nếu không sẽ có rắc rối lớn. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, An thở phào đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra nấu mì ăn. Cậu đã chuẩn bị chu đáo cho một bữa ăn thịnh soạn, dù chỉ là mì gói với hai cây xúc xích và một cái trứng gà đập vào. Đầy đủ topping khiến cho tô mì tầm thường bỗng chốc trông ngon lành đến kỳ lạ. Thưởng thức tô mì xong, An pha thêm một ly cacao nóng rồi nằm phịch lên giường, mở laptop lên, vừa nghe nhạc vừa làm việc. Mãi đến khi xong việc thì cũng đã khuya. An trướng người tỏ ra buồn ngủ. Đêm hôm qua nôn nao không ngủ được, hôm nay lại phải đi cả ngày, nên bây giờ mắt cậu cũng đã lờ mờ lim dim. An mở laptop rồi quay ra mở TV lên nằm xem.
Chỉ được một lúc, mắt cậu mờ dần rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Trong giấc mơ, An thấy mình đang đứng ở đâu đó giữa một khoảng không trống trải mờ tối. Bên trên là bầu trời u ám xám xịt với mặt trăng đỏ thẫm nằm ở trọng tâm, khiến cho nơi đây chẳng khác gì một cõi u minh xa xăm hư ảo. Chợt có thứ gì đó tiến đến chỗ An đang đứng. Dương mắt nhìn kỹ thì An thấy từ đằng xa là một con sói xám bạc, mắt đỏ lập lòe, đang từng bước nặng nề lê lết đi đến. Cả thân thể của nó rách tả tơi, rướm máu không lành lặn. Trên vai mắc vào hai sợi dây xích kéo lệch sạch theo vật gì đó nặng nề ở phía sau. Khi đã tới một khoảng cách đủ gần, An giật mình khi thấy con sói ấy đang kéo theo hai cổ quan tài sau lưng mình. Thật kinh hãi và lạ lùng, An tiến tới gần nó, nhưng con sói với ánh mắt đỏ hoe màu máu dường như không thấy được An. Nó cứ thế lầm lũi rướng người từng chút một trong đau khổ, kéo lôi hai cái quan tài mục nát tan thương. Chợt vừa tới chỗ An đứng thì con sói dừng lại rồi khuỵu chân xuống. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì từ đằng xa một cơn gió lớn ù ù kéo đến với cường độ đến nỗi thổi bạc bay cả nắp của hai cổ quan tài, để lộ ra hai cái thi thể lạnh lẽo ở bên trong. Một dự cảm không lành liền lướt ngang qua tâm trí của An. Trái tim của cậu trung lên loạn nhịp như lo sợ điều gì đó. An nín thở từng bước tiến tới nhìn vào bên trong cổ quan tài ngay trước mặt, rồi điếng người ngã quỵ xuống. Cái xác lạnh tanh bất động bên trong kia chính là Hà Vi. Trái tim An nhói lên từng hồi đau đớn, nước mắt giàn giụa chảy ra trong vô thức. Cậu trung chảy liếc mắt nhìn qua cổ quan tài còn lại, rồi một lần nữa đau nhói tâm can. Đúng như An nghĩ, người nằm bên kia chính là Lan Nhi. Hai cổ quan tài dành cho hai người mà cậu yêu thương nhất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? An không thể chạm được vào họ. Những gì cậu làm được lúc này chỉ là đứng yên nhìn họ với nỗi đau vô tận cùng với con tim tan nát. Chợt ở phía trước, con sói bạc trướng cái thân thể bê bết máu me của nó đứng dậy, trở vương mõm tru lên một tiếng hú não nề ai oán. Tiếng hú kéo dài như xuyên thấu không gian. Đôi mắt nó bỗng chảy ra hai dòng huyết lệ, như chất chứa nỗi đau thấu trời từ sâu tận tâm can. Chợt từ phía trên bầu trời u ám, mặt trăng đỏ đang bắt đầu thay hình đổi dạng. Nó méo mó một hồi rồi định hình lại thành một gương mặt người nhăn nheo mờ ảo. An thất kinh hãi hùng khi nhận ra gương mặt đó. Không ai khác chính là bà lão ăn mày mù lòa ngồi ở trước cổng trung tâm triển lãm. Không thể nhầm lẫn được. Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng cái gương mặt ma mị của bà ấy đã hằn sâu vào trong tâm thức của cậu. Chợt từ phía trên bầu trời vang vọng khắp bốn bề không gian là những lời đai nghiến cay nghiệt. Một sinh vật bị nguyền rủa như ngươi không được phép bước vào thế giới con người. Ngươi sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp. Mỗi vùng đất ngươi đi ngang qua đều sẽ tràn đầy đau thương và chết chóc. Ngươi sẽ mang tai ương đến tất cả những người xung quanh mình, những người mà ngươi cho là mình yêu thương họ. Những lời đó cứ âm vang và lặp đi lặp lại như bao trùm bủa vây lấy An. Ngay bên cạnh, con sói vẫn tiếp tục hú. Và rồi từ phía trên bầu trời, hàng loạt những cổ quan tài khác rơi ầm ầm xuống xung quanh, càng lúc càng nhiều. An chẳng thể làm gì cả, chỉ đứng im chôn chân tại chỗ. Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu tối sầm lại, nhưng vẫn phải nghe văng vẳng cái giọng nói khàn đục kề sát bên tai đó. Người sẽ mang đến tai ương cho tất cả những người xung quanh mình, những người mà ngươi cho là mình yêu thương họ.
An giật mình choàng người ngồi dậy. Cậu thở lên hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm dù đang trong phòng mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp. Giấc mơ không kinh dị, nhưng nó để lại một nỗi ám ảnh sâu thẳm trong lòng An. Những lời nói khàn đục của bà lão ăn mày vẫn cứ vang lên ong ong trong đầu cậu. Liệu đó có thực sự là điềm báo cho một tai họa kinh khủng nào đó sắp giáng xuống đầu cậu và những người mà cậu yêu thương hay không? An với tay lấy chai nước tu lên ở ngực, lại nằm ngửa ra giường. Cậu nhắm mắt lại, gác tay lên trán, suy nghĩ vu vơ về những chi tiết hải hùng trong giấc mơ ban nãy. Bất chợt từ cái tivi phát ra âm thanh cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của cậu ngay tức khắc. Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ cháy và tiến hành điều tra sự việc. Nạn nhân ban đầu xác định là Vũ Nhật Linh, 24 tuổi, làm nghề người mẫu ảnh cùng với mẹ của cô ấy. Vì hai thi thể bị cháy đen, không thể nhận diện được chính xác nữa, nên công cuộc điều tra đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân của vụ cháy bước đầu được cho là rò rỉ khí ga. Vừa nghe tin, An giật mình ngồi bật dậy, chạy ngay tới chỗ TV. Cậu chăm chú lắng nghe các thông tin liên quan. Tất cả đều trùng khớp với Nhật Linh, người bạn thân khác của Lan Nhi. Không kịp suy nghĩ, An lấy điện thoại gọi ngay cho Nhi, dù bây giờ đã gần 3 giờ khuya. Nhi không bắt máy, An đổi qua gọi tiếp cho Trung Kiên, người yêu của Nhật Linh, nhưng anh cũng không bắt máy. Một dự cảm không lành nhanh chóng bủa vây lấy An. Liệu đây có phải là những ứng nghiệm đầu tiên cho điềm báo đến từ cơn ác mộng ban nãy hay không? 3 ngày sau đó, sau khi hoàn tất các công việc được công ty giao phó, An chạy nhanh về Sài Gòn. Người bị nạn đúng là Nhật Linh, cô bạn thân thiết của Lan Nhi và là người yêu của Trung Kiên. Xác Linh được bên pháp y trao trả về. Kết luận tạm thời là do gia đình Linh bất cẩn làm rò rỉ khí ga, rồi xui rủi chập lửa gây nên một vụ nổ dẫn tới cháy nhà. Đối với An, dù không quá thân thiết, nhưng Linh cũng có thể coi là một người bạn. Cậu cần phải đến dự đám tang của cô ấy và để chia buồn cùng gia quyến và cả Trung Kiên. Về tới nhà thì trời cũng đã tối. Cậu cất vội ba lô đồ đạc rồi quay xe chạy một mạch ra thẳng nhà tang lễ, nơi đang diễn ra lễ tang của hai mẹ con Nhật Linh. Vừa tới nơi, An thấy khá đông người tập trung ở khu vực tang lễ. Trong đó ngoài bạn bè, đồng nghiệp của Nhật Linh ra, thì số còn lại đa phần là những người hiếu kỳ không quen không biết. Cũng dễ hiểu thôi, vụ tai nạn gây xôn xao dư luận, nên dĩ nhiên không tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó của bàn dân thiên hạ. Bước vào bên trong, thấy Trung Kiên đang ngồi thẫn thờ trước di ảnh của Nhật Linh. Phía bên cạnh thì nhóm Kim Anh, Vân Anh, Minh Trang đang đứng khóc nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Có lẽ họ cùng với Lan Nhi là những người thân thiết duy nhất còn lại đối với Nhật Linh. An từng nghe Nhi kể rằng số phận của Linh cũng hẩm hiu không thua kém gì cậu. Ba cô ấy mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con, không bà con họ hàng thân thích. Nhật Linh lớn lên với nhiều điều trái ngang trong cuộc sống. Người thân duy nhất là mẹ cũng không phải dạng gương mẫu yêu thương con cái gì. Khi biết cô có sắc vóc ưa nhìn nên được chọn làm người mẫu ảnh, thì bà ta càng ngày càng sinh tật. Suốt ngày cờ bạc đàn đúm, trở mang nợ mang nần chồng chất về, đè lên đôi vai mỏng manh yếu đuối của Nhật Linh. Cứ mỗi lần cô có phản ứng lại thì bà ta lại mang cái chết ra dọa nạt, bắt Linh phải miễn cưỡng chịu theo ý muốn của mình. An tiến vào, lấy vài nén nhang đốt lên, rồi đứng trước hai cổ quan tài mà vái lại. Chợt ánh đèn từ phía trên quan tài của Nhật Linh chớp chớp nhẹ. An ngẩn người nhìn trong giây lát, rồi cắm nhang vào bát hương. Mấy cây nhang vừa cắm vào đột nhiên vụt tắt đi. An sững người kinh ngạc. Cậu châm lửa đốt thêm lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Mấy cây nhang cứ yếu dần rồi vụt tắt, dù không hề có cơn gió hay bất cứ thứ gì tác động. Điều này chắc chắn không bình thường, phải chăng là một hiện tượng tâm linh gì đó?
Dân gian nói rằng những người trẻ chết quan thường linh hồn sẽ vất vưởng bám víu ở cõi trần không muốn đi, hoặc cũng có thể họ muốn thông báo cho người sống một thông điệp gì đó. An chắp tay vái lại, khấn nguyện cho Nhật Linh nhắm mắt yên nghỉ, đừng vương vấn lưu luyến cõi trần này nữa. Vừa khấn xong, An châm lửa đốt nhang lại. Lần này cắm vào thì mọi thứ bình thường, nhang không còn tự tắt nữa. An thở phào chắp tay vái lại một lần nữa, rồi quay ra chỗ nhóm bạn và Trung Kiên đang ngồi. Lúc này An mới để ý là không có Nhi ở đây. Có lẽ công việc bận rộn khiến cho cô ấy chưa thể về được. Cậu tiến tới ngồi cạnh Trung Kiên, vỗ vai anh động viên an ủi. Dù biết lúc này mọi lời khuyên nhủ đều là thật sáo rỗng và vô nghĩa, nhưng đó là tất cả những gì An có thể làm được lúc này. Gia đình Nhật Linh không còn ai, nên đám tang cũng là do Trung Kiên đứng ra một tay sắp xếp chu toàn. Đó cũng là những việc cuối cùng anh ấy có thể làm cho người mình yêu. Và vì không có bà con thân quyến, nên lượng khách thực sự ra vào đám tang chỉ có lác đác vài người, chủ yếu là bạn bè đồng nghiệp. Đến 10 giờ đêm thì gần như chỉ còn mỗi nhóm bạn thân quen còn nán lại. Tất cả khách khứa đều đã lần lượt ra về. Cả nhóm ngồi xung quanh một cái bàn, cùng nhau nhắc nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, tưởng nhớ về Nhật Linh, để rồi thỉnh thoảng nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Chợt bên ngoài có một chiếc xe sang trọng chạy tới, đậu trước sân nhà tang lễ. Cửa xe mở ra, hai người trong bộ âu phục toàn đen bước xuống. Đó là Lan Nhi và Minh Huy. Vừa vào trong, Nhi đã mắt đỏ hoe, đi đến quỳ rạp trước di ảnh của Nhật Linh, rồi nức nở khóc. Cô khóc rất nhiều. Các cô gái trong nhóm và Huy phải ôm lấy Nhi vỗ về an ủi. Một lúc lâu sau, Nhi mới dần bình tĩnh trở lại. Cô ngừng khóc, nhưng vẫn ngẩn người nhìn vào cái di ảnh của cô bạn thân yêu nhất. Đã hiểu rõ tính của người yêu, Huy nhẹ nhàng bảo các cô gái cùng anh ra bàn ngồi chờ. Giây phút này, họ nên để Nhi một mình để dần dà tĩnh tâm trở lại. Ra tới bàn, Huy và cả nhóm bắt đầu bàn bạc kế hoạch đưa tang cho ngày mai. Thảo luận một hồi, họ quyết định cho Lan Nhi là người cầm di ảnh của Nhật Linh. Trung Kiên sẽ cầm di ảnh mẹ cô ấy. Những người khác sẽ chia nhau các phần việc còn lại. Tất cả đều gật gù đồng ý theo sự phân công của Huy. Họ sẽ cùng nhau đảm bảo toàn vẹn mọi thứ để hoàn thành công đoạn cuối cùng là đưa tiễn Nhật Linh về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Một hồi lâu sau, Nhi đứng dậy thắp một nén nhang cho Linh, rồi quay trở ra ngồi cùng nhóm bạn của mình. Huy dùng khăn lau nhẹ nước mắt trên bờ mi của cô. Cô lại sụt sùi khóc, dựa đầu vào vai anh. Chứng kiến cảnh ấy khiến cho An có chút mũi lòng, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới những việc đó. Hay là anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha. Có gì sáng sớm mai anh sẽ qua sớm để đón em, đến đây đưa tiễn Linh. Không cần đâu anh. Em muốn ở lại đây với Linh đêm nay. Sẽ không bao giờ còn có cơ hội nào để em được ở bên nó lần nữa. Nhi chưa kịp dứt câu thì chợt ánh đèn bỗng dưng chập điện, chớp tắt liên tục. An giật mình đứng bật dậy khi thấy ngay ở cái vị trí cái ghế trống kế bên Lan Nhi, đột nhiên xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Nó ngồi sát bên cô. Nhưng khi ánh đèn nhấp nháy thì nó cũng biến mất không vết tích. An đột ngột bật người đứng dậy, thụt lùi ra phía sau. Cả nhóm liền tò mò ngước nhìn cậu. Huy lên tiếng. Sao vậy? An không muốn cả nhóm phải sợ, nhất là Lan Nhi, nên gãi đầu gượng gạo. Không có gì. Tự nhiên đèn tắt mở liên tục, làm tôi hơi giật mình thôi. Mọi người tạm tin lời này của cậu, vì ban nãy rõ ràng ai cũng giật mình. Có điều không có ai phản ứng thái quá như cậu thôi. Bất chợt từ phía ngoài có một cơn gió lạnh thổi ùa vào, lướt ngang qua di ảnh của Nhật Linh, khiến cho mấy ngọn nến phía trước lắc lư nhẹ nhẹ trong gió. Ngay lúc này đây, An tin chắc rằng nếu như cậu mở nhãn lực của ma sói ra thì sẽ thấy được vong hồn của Nhật Linh. Cô ấy đang ở đâu đó quanh đây,
An chắc chắn là như vậy. Nhưng dĩ nhiên là không thể nhìn bằng cặp mắt đỏ trực ấy vào lúc này rồi. Cơn gió lạnh lẽo khiến cho các cô gái trong nhóm ngồi tụm lại, nắm lấy tay nhau. Tuy nói đó có thể là biểu hiện cho sự hiện diện của Nhật Linh, nhưng dù sao thì vẫn là một hồn ma, và ai trong số họ cũng sợ ma. Lúc này có lẽ chỉ có Huy và Nhi là thật sự bình tĩnh, không một chút đắn đo sợ hãi. Huy đứng dậy đi lại chỗ quan tài, thắp lại những ngọn nến bị tắt, rồi đốt thêm một nén nhang cắm vào bát hương. Cả nhóm nín thở dõi theo từng hành động của anh, và chỉ thở phào khi thấy anh ấy bình thường quay trở ra. Từ khoảnh khắc đó cho tới sáng, không còn gì xảy ra nè. Ngày hôm sau, cả nhóm đưa Nhật Linh về nơi an nghỉ cuối cùng, rồi mạnh ai về nhà nấy. Họ đã thức trắng một đêm nên ai cũng đều mệt lả người. Dù đau buồn cách mấy thì người đi cũng đã đi rồi, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, dù phải đeo mang vết thương đau đớn trong lòng. An về tới nhà chẳng ăn uống gì mà trải cái ghế bố ra nằm phịch xuống. Cả ngày hôm qua đi một chặng đường xa mà đến tối lại phải thức trắng trọn cả đêm, nên bây giờ hai mắt cậu mỏi nhừ lim dim. Chỉ trong phút chốc, An đã ngáy o o lúc nào không biết. Lại một lần nữa, An nằm mơ. Vẫn là cơn ác mộng tồi tệ đó. Cơn ác mộng với hình ảnh con sói tàn tạ lê lết kéo hai cái cổ quan tài phía sau lưng. Khi cơn mơ đã lên tới đỉnh điểm với trận mưa quan tài, thì An lại giật mình thức giấc. Nhìn ra ngoài trời, không gian cũng đã chuyển màu chạng vạng. Một buổi chiều lộng gió như lời kết cho một ngày dài ảm đạm. An ngồi thừ người nhìn ra ngoài sân. Một cảm giác trống trải bủa vây lấy cậu, như báo hiệu cho một ngày giông bão sắp tới. Nhiều ngày sau đó, An gần như không liên lạc được với Lan Nhi. Gọi điện không được, nhắn tin cô cũng không trả lời. Nhưng An không thể oán trách gì được. Có lẽ cô vẫn còn rất sốc trước cái chết thê thảm của cô bạn thân. Vốn là người sống nặng về tình cảm, nên những bi kịch như thế này thường để lại những vết thương tâm lý nặng nề hằn sâu trong cô. Phải cần một thời gian để Lan Nhi có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường. Đêm hôm ấy, trời âm u, mây đen vần vũ kéo theo những đợt sấm chớp liên hồi xé nát bầu trời, như muốn báo hiệu cho một cơn mưa mù mịt xối xả. An nằm trong phòng, trên tay cầm chai dầu thơm mà cậu mua tặng cho Lan Nhi. Cậu tự hỏi không biết đến khi nào món quà này mới tới được tay của cô ấy đây. Nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã 9 giờ tối, Hà Vi vẫn chưa về. Chưa bao giờ con nhỏ về trễ tới như thế mà không xin phép. Điện thoại thì không nghe máy, gọi cho Hoài Thu thì nhỏ bảo không biết. Hôm nay cũng chẳng có tiết học đêm nào. An lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ ra vô hướng mắt nhìn ra ngoài đường. Trời đã bắt đầu đổ mưa, từng hạt nặng dần lên. Chỉ sau một hồi thì không gian bên ngoài chẳng còn thấy gì sau màn mưa dày đặc. Từng làn gió rít thổi lên qua từng khe cửa, nghe thật não nề ai oán. An đóng hết cửa lại để tránh bị nước mưa tạt vào. Cậu trải ghế bố ra rồi nằm lên chờ đợi. Bất chợt ánh đèn trên đầu An vụt tắt, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Mở hé cửa nhìn ra bên ngoài thì có vẻ như cả khu phố đã cúp điện mất rồi. Cũng là chuyện thường tình thôi. Mưa to như thế này thì việc bị cúp điện ở những khu lao động bình dân gần như là không thể tránh. An thở dài quay lại vào trong nằm xuống. Cậu nhìn vào không gian tăm tối xung quanh, nghĩ ngợi mông lung một hồi, rồi lại tiếp đi lúc nào không biết. An ơi, Vi ơi, giúp chị với. Tiếng sét vang trên chấn động, song song với tiếng kêu la thất thanh ngoài cửa, khiến An giật mình tỉnh giấc. Trời còn tối thui chưa có điện lại. Đã gần 11 giờ đêm, mưa gió vẫn ầm ĩ vang dội ngoài kia, và Hà Vi vẫn chưa về.
chợt tiếng đập cửa lại ầm ầm vang lên, cùng với tiếng hét cầu cứu đánh thức trí óc mơ màng của An. An ơi, Phi ơi, giúp chị với. Là tiếng của chị Định, hàng xóm của An, mẹ của con bé Su Su. Chuyện gì xảy ra mà giờ này chị lại đập cửa ầm ĩ như thế? An vội đứng dậy bước ra mở cửa, thì thấy chị Định mình mẩy ướt sũng, hoảng hốt nắm lấy tay An, sụt sùi nói: An ơi, giúp chị với, con bé Su Su nó đi đâu mất tiêu rồi, chị tìm hoài không có thấy. Một tia sấm chói lòa soi sáng không gian, theo kèm với tiếng sét rung trời ngay sau đó. An chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng ông bãi bánh bột và nhiều người khác cầm đèn pin chạy tới. Sao rồi, nó có bên nhà thằng An không? Chị Định nức nở quay qua nhìn ông bãi lắc đầu. Ông liền nói với mấy người xung quanh, kể cả An: Bây giờ mọi người nhanh chóng chia nhau ra tìm đi. Chắc là nó sợ sét nên trốn đâu đó vòng vòng xung quanh đây thôi. Ráng kiếm cho kỹ nha. Mọi người liền tản ra sau lời của ông bãi. An cũng nhanh chóng quay lại vào nhà, lấy cái áo khoác dù trùm lên che đầu, rồi lại cầm đèn pin chạy ra nói với chị Định: Chị đừng lo, em sẽ tìm ra con bé, không sao đâu chị. Dứt lời, An nhanh chóng chạy ra ngoài mưa, lia đèn pin tứ phía tìm kiếm xung quanh. Suốt hồi lâu sau đó, An và những người trong xóm tiếp tục tráo riết tìm khắp nơi. Họ lùng sục mọi ngõ ngách trong khu, nhưng vẫn không thấy dấu vết gì của con bé Su Su. Càng ngày mức độ căng thẳng của mọi người càng tăng. Họ tập trung lại chỗ nhà ông bãi để thông báo tình hình cho nhau. Mưa mỗi lúc một lớn, chị Định thì gào khóc mất hết lý trí, chẳng làm được gì. Một lần nữa, ông bãi lại chỉ đạo cho mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xa hơn. Nếu cần thì dùng cả xe máy ra ngoài hẻm để tìm. Phần ông thì gọi điện cho công an xuống hỗ trợ. Mọi người gật gù, cho mạnh ai nấy tản ra, hòa vào trong làn mưa mù mịt để tiếp tục công cuộc tìm kiếm. An chạy tới phía cuối con hẻm, vừa lia đèn vừa gọi tên con bé. Cậu cứ đi lòng vòng suốt một hồi lâu mà chẳng thấy tâm hơi gì. Nhưng khi An thở dài định quay về, chợt cậu nghe thấy tiếng gì đó. Ban đầu rất nhỏ, nhưng bắt đầu to và rõ, dần xen kẽ cùng với tiếng mưa. Đó là tiếng khóc, tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ con. An lập tức quay cái đèn pin hướng về nơi tiếng khóc phát ra. Đó là Su Su. Nó đứng nép mình trong một bức tường, khóc nấc lên từng tiếng nhỏ. An thở phào nhẹ nhõm. Cậu tính la lên thông báo với mọi người là đã tìm thấy con bé. Nhưng An chợt khựng lại. Cậu nhìn kỹ vào Su Su. Nó có cái gì đó rất lạ. Vẫn dáng người bụ bẩm nhỏ bé đó, vẫn bộ đồ thân quen nó hay mặc, nhưng thân thể của nó lúc này như mờ mờ ảo ảo, lấp ló trong màn mưa. Chợt con bé bi bô nói cái gì đó. Nó vẫn chưa nói chuyện rành, nên An cũng không hiểu nó nói cái gì, ngay cả lúc bình thường, chứ đừng nói đến trong lúc mưa gió ầm ĩ như thế này. Chợt con bé bỏ chạy ra ngoài mưa. An hét với theo: Su Su, con chạy đâu đó? Lại đây, chú chắc con về với mẹ nè. Con bé chợt dừng lại, nó nhìn về hướng của An, miệng nói bi bô, rồi đưa bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy An, như muốn gọi cậu lại. An ngẩn người trong giây lát, rồi đột nhiên một cảm giác khác lạ như bùng cháy dữ dội trong người cậu. Không thể có chuyện đó được. An trung chảy nghĩ thầm trong đầu. Cậu từng bước đi tới chỗ Su Su đang đứng. Chợt con bé lại quay lưng bỏ chạy. Dáng chạy chập chững của con bé mờ ảo trong cơn mưa xối xả. An cố đuổi theo, nhưng không có cách nào đuổi kịp. Và ngay cái lúc An nghĩ rằng mình đã lạc mất nó, thì Su Su lại xuất hiện, bi bô gọi An. Cứ như thế, cậu đi theo từng bước chạy lon ton của con bé. Một dự cảm xấu đang lớn dần lên trong cậu. Chưa bao giờ như thế trong đời. Chưa bao giờ An cầu mong những gì mình nghĩ là sai đến như vậy. Nhưng càng lúc sự tuyệt vọng càng dâng cao trong cậu. Và rồi Su Su dừng lại. Bóng hình mờ ảo của nó đứng trên một mỏm đá rồi.
chỉ tay xuống con kinh trước mặt. An nước mắt cay nhòe nơi khóe mi. Cậu chỉ biết lẩm nhẩm trong cơn nức nghẹn. Không thể như vậy được. An bước thật chậm tới chỗ Su Su. Con bé cũng di chuyển, chập chững từng bước đi tới chỗ đất sình ven bờ kinh, rồi đưa bàn tay nhỏ bé chỉ xuống đất. An ngã quỵ, cậu khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi trào ra hòa cùng với cơn mưa. Ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy Su Su đâu nữa. An lê lết từng chút một tới cái chỗ sình mà con bé vừa chỉ. Cậu vừa đào bới lên vừa thì thầm: Đừng mà, không thể như vậy được. Ông trời ơi, nó còn quá nhỏ, đừng mà. Và rồi chỉ sau một lúc đào bới, từ dưới lớp đất sình lầy, một bàn tay bé tí trắng bệch trồi lên. An khóc vật vã ra đất. Cậu đập tay liên tục lên nền đất rồi gào thét như muốn oán trách ông trời đã quá nhẫn tâm với một đứa bé. An kéo Su Su lên khỏi lớp sình. Toàn thân nó đen thui lấm lem dơ bẩn, hòa cùng với màu máu. Trên ngực thì có một lỗ trọng loang lỗ máu me. Trái tim con bé đã bị môi ra. Các người nó bê bết máu sình, không còn nhận ra được con bé bụ bẫm đáng yêu ngày nào cũng chạy lon ton qua nhà ăn chơi nữa. An cởi áo khoác ra cuộn lấy người nó lại. Cậu ôm nó vào lòng rồi khóc lên nức nở. Đã từ lâu, dù không nói ra hay có những biểu hiện yêu thương hung hít như Hà Vi, nhưng An vẫn luôn xem nó như một thành viên trong nhà. Cậu vẫn luôn yêu thương nó chẳng thua kém gì Hà Vi. Ôm đứa bé nhỏ trên tay, An đứng dậy rồi thì thầm nức quãng: Để nếu chú đưa con về với mẹ. An ôm sát đứa bé rồi lững thững quay lưng đi theo hướng cũ, trở về phía hẻm. Phía bên trong, mọi người vẫn đang lần mò trà soát khắp nơi. Chợt họ khựng lại khi thấy An mình mẩy ướt sũng, đang từng bước chậm chậm từ cuối hẻm đi lên. Trên tay cậu đang bế theo cái gì đó với cái áo quấn quanh bên ngoài. Như đã hiểu ra, mọi người trong xóm đồng loạt chạy tới phía An. Chị định ngất xỉu ngay khi vừa nhìn thấy Su Su nằm bất động trên tay An. Ông Bãi cũng đưa tay vuốt mặt, cố giấu đi những dòng nước mắt đang nặng trĩu trong đôi mắt của ông. Vừa lúc ấy, ánh đèn đường đã bật sáng trở lại. Tiếng còi hụ xe cảnh sát cũng vừa inh ỏi vang lên trước đầu hẻm. Ánh sáng điện lực cũng đã trở về, soi sáng cả khu phố. Nhưng ánh sáng hy vọng của những người ở đây thì đã lụi tàn trong đêm oan nghiệt. Một lúc sau, cơn mưa đã ngớt hạt. Từ xa, một chiếc mô tô phân khối lớn chở Hà Vi về gần tới đầu hẻm thì dừng lại. Vi bước xuống xe ngạc nhiên khi nhìn thấy xe công an cứu thương đậu ở ngay trước hẻm, cùng với đám người hiếu kỳ đen nghịch bổ vây xung quanh. Chiếc mô tô phân khối lớn thấy thế thì vội quay xe chạy đi, chỉ còn mỗi Hà Vi ngơ ngác lóng ngóng nhìn theo. Vi cố chen chúc vào trong hẻm, rồi giật mình khi thấy công an đang đứng rất đông ngay khu vực gần nhà mình. Thấy An và ông Bãi đứng đó cùng mấy người trong xóm, Vi mon men lại gần, nhưng chưa kịp hỏi gì hết thì đã bị An quát lên, vả cho một bạt tay: Mày đi đâu mà giờ này mới vậy? Ông Bãi với mấy người trong xóm liền can ngăn kéo An lùi ra. Đang trong cơn xúc động mạnh kèm theo cơn giận dữ nên An không kiềm chế được mình. Hà Vi chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng chị Định gào thét thê lương phía bên kia. Nhỏ quay ra nhìn rồi sững người bất động khi thấy chị ấy đang cúi người khóc than bên cạnh một tấm vải trắng phủ kín lên một thân xác bé nhỏ. Như đã hiểu ra, Hà Vi ngã quỵ xuống. Nhỏ bất động á khẩu hồi lâu thì mới khóc lên thành tiếng. Nhỏ định chạy lại ôm lấy cái xác của Su Su, nhưng mà những người trong xóm đã cản lại. Họ cần phải để cho lực lượng công an và pháp y làm việc của mình. Vi ngồi xuống quằn quại gào khóc. Mới sáng nay thôi, con bé còn đạp cái xe cút kít mới mua
miệng bi bô đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt, tiễn Hà Vi đi học. Không ngờ rằng đó cũng là những lời vẫy chào vĩnh biệt. Con bé ngoan hiền dễ thương như vậy, sao lại đoản mệnh bi thảm như thế chứ? Cả xóm chìm trong bầu không khí u sầu ảm đạm, tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi. Kể từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ gặp lại con bé lanh lợi bụ bẫm đáng yêu, suốt ngày cười giỡn nữa. Nụ cười ấy sẽ mãi mãi vụt tắt đi. Một thiên thần nhỏ đã rời xa họ để đến với chốn phồn hoa thiên đường. Những ngày sau đó, công an liên tục tới lui khu hẻm để lấy lời khai những người trong đây. Người bị hỏi nhiều nhất chính là An, vì cậu là người tìm thấy thi thể của Susu. Không thể giải thích với lực lượng chức năng rằng mình được chính linh hồn Susu dẫn đường đến xác của nó, An đành phải nói rằng vô tình chiếu đèn xuống dưới kinh thì thấy một cánh tay của Susu trồi lên từ lớp sình. Cũng may là những người trong xóm làm chứng khẳng định rằng An ngoại phạm, vì trong suốt buổi tối hôm đó họ luôn thấy An quanh quẩn ở trong nhà. Công an liền trích xuất camera các khu vực liên quan, thì một cái máy quay được hình ảnh một gã đàn ông mặc áo đen phủ kín toàn thân, mang theo cái gì đó đi từ hướng nhà của chị Định đi ra. Không may là cái camera cũ kỹ cộng với mưa to làm cho giảm tầm quan sát nên chẳng soi thêm được gì. Bước đầu điều tra cho thấy hung thủ rất có thể đã ra tay bắt lấy Susu khi con bé đang nằm ngủ bên cạnh cái cửa sổ rộng toang. Nhiều khả năng hắn đã sử dụng thủ thuật gây mê nào đó, hoặc là một người quen mặt nên con bé chấp nhận đi theo. Hành động môi tim của hắn được cho là có dấu hiệu liên quan tới những vụ thảm án trước đây. Nhưng lần này, tính chất giả mang nghiêm trọng đã tăng lên gấp bội phần, gây nên làn sóng phẫn nộ khắp cả nước. Người dân bắt đầu gây sức ép lớn lên các lực lượng chức năng. Ngay cả chính phủ cũng đã vào cuộc, lệnh cho lực lượng công an phải nhanh chóng phá án để đưa tên sát nhân máu lạnh điên loạn này ra trước ánh sáng pháp luật. Đây có lẽ là khoảng thời gian ảm đạm nhất kể từ khi anh em An dọn về đây sinh sống. Khắp cả xóm phủ một màu bi thương tan tóc, không còn thấy không khí nhộn nhịp tấp nập như những ngày bình thường nữa. Chị Định thì gần như trở thành một người điên dại mất hồn. Chị ấy không nói không cười, không đi làm nữa, cả ngày chỉ ngồi đờ đẫn trước cửa nhà. Đêm tới thỉnh thoảng người ta còn nghe tiếng la hét hay nói chuyện một mình phát ra từ nhà của chị. Có lẽ chị đã phát điên thật rồi. Chị tự dằn vặt bản thân mình chỉ vì chị lơ là mà đã mất con mãi mãi. Không phải ai cũng đủ sức vượt qua nỗi đau tinh thần kinh khủng ở mức độ này. Hà Vi tuy không đến mức như thế, nhưng cũng đã mất hết sức sống, suốt ngày ủ rũ. Những lúc ở nhà không đi học, nhỏ thường ôm lấy mấy con gấu bông nhỏ mà Susu hay chơi, rồi thúc thích khóc. Không gian trong nhà càng u sầu hơn nữa, khi hai anh em kể từ ngày đó chẳng nói với nhau câu nào. Có lẽ Vi đã giận dỗi An sau cú bạc tai hôm ấy. Cứ mỗi lần thấy An đi làm về, Vi liền ngồi dậy bỏ lên trên gác. An hỏi gì nhỏ cũng không muốn trả lời, chỉ ngồi trên gác đến khi nào An đi thì thôi. Thậm chí bây giờ Hà Vi cũng quay lại đi học bằng xe buýt và xài lại cái điện thoại cũ nát ban đầu. Cái điện thoại mới và chiếc xe đạp điện bị vứt xó, nhỏ chẳng muốn đói hoài đến nè. Không liên lạc được với Nhi, bây giờ đến lượt Vi cũng thái độ lãnh đạm với mình. Dường như An đang sống trong nỗi cô đơn vô tận mà chính cậu cũng không ngờ. Lắm lúc An chỉ một mình lặng lẽ ngồi nhìn chiếc xe cút kít của Susu, rồi nước mắt cay nhòe nơi khóe mi. Thế nhưng mà tấn bi kịch của khu phố nhỏ vẫn chưa hề dừng lại. Vào một buổi chiều buồn trời lộng gió, ông Bãi cầm một hộp cơm sang nhà chị Định. Đã nhiều ngày trôi qua, ông chẳng thấy chị ăn cái gì, nên cố tình làm một hộp cơm chất lượng để bồi bổ cho chị, rồi khuyên nhủ chị cố gắng vượt qua cú sốc tinh thần này để có thể quay về cuộc sống bình thường. Có như vậy thì Susu mới có thể thanh thản mà ra đi. Định à, chú Bãi nè con, mày mở cửa cho chú nói chuyện chút coi.
Không có tiếng đáp trả, ông Bãi tiếp tục gọi. Nhưng nhiều lần như vậy mà không có hồi đáp gì từ bên trong. Ông Bãi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một cảm giác không lành chạy lướt ngang qua tâm trí của ông. Không chần chừ, ông chạy đi gọi bà con trong xóm và thêm vài thanh niên trai tráng chạy tới xem xét tình hình. Mọi người nhanh chóng tập trung vây quanh căn nhà, rồi liên tục thay nhau gọi định. Những người có số điện thoại cũng đã thử gọi, nhưng đều báo thuê bao. Không còn cách nào khác, vài người tìm cách phá cửa để vào, nhưng có vẻ như cửa đã khóa chặt từ bên trong. Họ bắt đầu chạy qua bên cửa sổ rồi tìm đồ cải ra. Sau một hồi hùng hục phối hợp với nhau, họ kéo banh được cái cửa sổ và để lộ ra cảnh tượng hải hùng bên trong. Hình ảnh trước mắt khiến cho ai yếu vía đều quay mặt ối mửa. Những tiếng gào thét lại vang lên trải dài khắp con xóm. Phía bên trong nhà, ngay bên cạnh giường của bé Su Su, là cái xác tím tái của chị Định ngồi đó, ngoẹo đầu sang một bên, một tay cầm một con dao dính máu. Dưới sàn nhà là một vũng máu đen đặc, thậm chí đám ruồi nhặng đã bu lại xung quanh. Một lần nữa, bầu không khí tang tóc thê lương lại bao trùm lên khu xóm nhỏ. Cái đám tang sơ sài của chị Định được ông Bãi đứng ra sắp xếp đơn giản, không kèn không trống, chỉ có những vòng hoa viếng và khói nhang nghi ngút bên cạnh cái quan tài lạnh lẽo. Không thể ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà một gia đình đã biến mất hoàn toàn khỏi khu xóm. Ai nghĩ tới cũng cảm thấy não lòng thương tiếc. Đám tang diễn ra chỉ vỏn vẹn một ngày. Ngày sáng hôm sau, người quá phụ bạc mệnh ấy được đưa tiễn về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Có lẽ bây giờ chị sẽ không phải đau buồn nữa. Hai mẹ con sẽ được mãi mãi ở bên cạnh nhau, nơi thiên đường ấm áp. Nguyên cả ngày sau khi đưa tang, chỉ còn mỗi An và ông Bãi lụi cụi thu xếp gọn gàng nhà cửa của chị Định. Khi chị còn sống thì hai anh em An và ông Bãi là người thường xuyên tiếp xúc và thân thiết nhất với chị. Nên bây giờ khi chị ra đi thì chỉ còn mỗi mấy chú cháu là lưu luyến nhiều nhất. Ông Bãi thở dài, xếp đàng hoàng ngăn nắp mấy tấm hình gia đình của chị vào trong một cái thùng nhỏ, rồi dự định mai sẽ mang lên chùa, nơi đang lưu giữ tro cốt của cả hai người bọn họ. Nhìn thấy những tấm ảnh cười tươi vui vẻ của hai mẹ con mà lòng An không khỏi bồi hồi xúc động. Chỉ mới đây thôi mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Sau khi hoàn tất mọi việc, hai chú cháu bước ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Ông Bãi không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi quay qua dỗ dai An ra hiệu đi về. Mấy chú cháu sẽ phải tiếp tục cuộc sống bình thường mà không còn sự hiện diện của mẹ con bé Su Su nữa. Dù vậy, hình bóng của bọn họ sẽ mãi ghi dấu khắc sâu trong tâm trí của những người ở lại. Đêm hôm đó, An cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con chị Định. Cậu thấy con bé Su Su đạp chiếc xe cút kích, miệng líu lo vẫy chào bất kỳ người nào mà nó gặp. Cứ thấy hình ảnh chị Định đi làm về, cầm theo mấy bịch đồ ăn đầy dung, rồi ba chị em cùng ngồi ăn ríu rít cười đùa. Những hình ảnh lúc vui lúc buồn cứ hiện lên vây lấy trí óc của An, khiến cho cậu không thể nào chợp mắt được. An ngồi dậy, nhìn lên gác nơi Vi đang nằm. Cậu muốn bắt chuyện làm quề với Vi, nhưng sĩ diện của một người anh cố chấp không cho phép cậu làm như vậy. Một phần nữa, An nghĩ rằng nếu không làm căng với Hà Vi thì con bé sẽ càng lún sâu hơn nữa, và một ngày nào đó sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Chợt An nhìn thấy cái gì đó trong góc nhà. Cậu tiến lại môi ra, thì đó là một cái máy cassette cũ. Cái máy này cũng chính là của chị Định gửi An nhờ cậu sửa giùm, nhưng bận quá nhiều việc nên An quên luôn. Suốt thời gian dài chị Định cũng chẳng nhắc gì tới, nên cậu giữ nó luôn đến tận bây giờ.
Không thể ngờ được nó lại vô tình trở thành kỷ vật của chị ấy. An tháo trời ra chỉnh sửa một chút thì cái máy đã phát lại được. Thời đại này mà nghe radio thì có vẻ hơi lạc nhịp, nhưng cảm giác ấy thật hoài niệm. An đặt nó lên bàn rồi lại ghế bố nằm nghe. Hết chương trình thời sự rồi đến ca nhạc. Cứ thế tiếng radio hoài cổ vang lên trong phòng, gợi lại trong An biết bao nhiêu xúc cảm khó tả. Đang nhắm mắt nhịp dò lắng nghe thì An chợt khựng lại. Cậu bật dậy lắng nghe thật kỹ thì có âm thanh gì đó phát ra từ trong radio. Nó bắt đầu nhiễu sóng rồi rè rè những tiếng đinh tai khó chịu. An tiến tới cầm nó lên xoay xoay chỉnh chỉnh, nhưng hầu như đài nào cũng vang lên cái tiếng lè nhè đó. Chợt nó ngắt quãng, rè rè chằng chéo lên những âm thanh điếng tai hỗn loạn. Nhưng chỉ một lúc sau, âm thanh đó dần rõ hơn, dù vẫn xen lẫn với tiếng rè. Đó là tiếng khóc. An giật mình đặt cái máy lại xuống bàn, sợ tai của mình nghe nhầm, nên cậu cố lóng tai nghe thật kỹ. Nhưng đúng thật là như vậy, là một tiếng khóc nấc quãng xen kẽ với âm thanh lè nhè nhiễu loạn. Phía trên gác có vẻ như Vi cũng nghe thấy. Nhỏ vén trèm nhìn xuống phía dưới chỗ An đang đứng cạnh cái máy cassette. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, kèm theo với tiếng nói léo nhéo gì đó không rõ lời, như đã hiểu vấn đề. An trướm lệ nhìn vào cái cassette rồi thủ thỉ nói: "Chị Định à, chị hãy yên nghỉ đi. Em hứa với chị, em hứa thằng sát nhân khốn nạn đó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu như công an không bắt được nó thì chính em sẽ săn đuổi nó, dù nó có trốn ở bất kỳ đâu." Lúc này Vi từ trên gác đi xuống. Nó nhìn chằm chằm vào cái máy đang rè nhiễu, phát ra những tiếng rên rỉ khóc than và tuôn rơi nước mắt. Nhỏ chắp tay lại rồi quỳ xuống vái lại vào hướng cái máy cassette. Sau một lúc nữa thì cái máy im bặt, không còn lè nhè mà nhanh chóng quay lại trạng thái phát nhạc như ban đầu. Lúc này An hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu chuyển đỏ rực, đầy giận dữ, rồi lẩm bẩm nói vào hư không: "Mày sẽ không thoát được. Mày cho rằng bản thân mày là quái vật, nhưng mày sẽ không thể nào thoát được. Con quái vật thực sự sẽ săn đuổi mày, dù cho có đến nơi tận cùng của trái đất này." Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Điều này có vẻ đúng. Vài tháng trôi qua khiến cho mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Lan Nhi đã lấy lại được tinh thần sau khoảng thời gian dài trầm lắng. Cô bắt liên lạc lại với An và hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường. Còn Hà Vi tuy đã vui tươi, cười nói trở lại, nhưng đối với An thì vẫn vậy. Có lẽ nhỏ giận An nhiều lắm. Từ lúc bé thơ đến giờ, thậm chí An còn chưa từng lớn tiếng mắng mỏ nặng lời, chứ đừng nói là một bạt tai như thế. Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng hai anh em vẫn mặt nặng mày nhẹ, không thèm dòm nhau. Mạnh ai nấy sống. Khoảng thời gian này Hà Vi qua ở nhà Hoài Thu còn nhiều hơn ở nhà mình. Ngay cả Lan Nhi cũng nhiều lần tìm cách làm cầu nối cho hai anh em, nhưng đều không có tác dụng. Cái tôi của cả hai quá lớn, nên chẳng ai muốn nhường ai mà mở lời hòa giải trước. Ngày trọng đại nhất của cuộc đời học sinh cuối cùng cũng đã tới. Hà Vi hoàn thành xuất sắc kỳ thi cuối cấp với kết quả trong top đầu. Nhỏ vui mừng thông báo với tất cả mọi người, trừ An. Khi biết thông tin thông qua Lan Nhi, An rất vui mừng. Cậu đi mua một cái bánh kem, cố tình để trên bàn nhằm chúc mừng Hà Vi. Chỉ duy nhất lần này thôi, An sẽ xuống nước làm hòa với nhỏ. Nhưng mọi việc diễn biến tệ hơn An nghĩ. Thái độ dửng dưng không quan tâm tới của Hà Vi khiến cho An một lần nữa nổi giận. Không kiềm chế được, cậu hất cái bánh kem ra ngoài đường ngay trước mặt Vi. Hành động này gián tiếp dẫn đến mâu thuẫn gây gắt hơn giữa hai người. Họ lại cãi vã,
lớn tiếng quát nạt nhau. Phi quở trách rằng An không xứng đáng làm anh. Cậu không bao giờ hiểu cho nhỏ và cũng không có quyền ngăn cấm tình cảm riêng tư của nhỏ. Và một lần nữa, An vung tay tát vào mặt Hà Vi. Cú tát này như một giọt nước tràn ly. Hà Vi liếc mắt lườm An, rồi quay lưng bỏ lên phòng thu dọn quần áo. Lát sau nhỏ xách ba lô đi xuống, vùng vằng bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, Hà Vi quay lại nhìn An, rồi lạnh lùng nói: kể từ đây về sau, tôi và anh không còn là anh em gì nữa. Vừa dứt lời, Hà Vi quay lưng bước đi. Nhỏ đưa chân dẫm lên cái bánh kem, rồi hất văng ra từng mảng lấm lem ra đất. Những người hàng xóm xung quanh cố ra sức khuyên ngăn níu giữ Vi, nhưng nhỏ vẫn dứt khoát bước đi, không một lần nhìn lại, không một chút lưu luyến. Hà Vi đã bỏ An đi trong một buổi chiều u ám. Những ngày sau đó, Hà Vi đến ở nhờ nhà Hoài Thu. Nhỏ dự định rằng sau khi thi đại học xong sẽ tìm thêm việc làm và thuê một căn nhà trọ sống tự lập một mình. Mặc cho Thu và Nhi ra sức khuyên nhủ, Hà Vi luôn bỏ ngoài tai và tỏ ra bực bội mỗi khi nhắc tới An. Biết không có cách nào thay đổi quyết định của Vi, nên Hoài Thu cũng đành lẳng lặng nương theo ý của bạn mình. Phía bên kia, Lan Nhi không tiếc lời khuyên ngăn, muốn An nhường nhịn Hà Vi một chút. Cô ấy nói con gái tuổi này rất dễ nổi loạn, và An đã sai hoàn toàn khi dùng vũ lực như thế. Trước giờ chuyện gì An cũng thuận theo lời của Nhi, riêng chuyện này cậu dứt khoát không chịu nhượng bộ. Cậu đã xuống nước một lần rồi và bị đối xử như thế, nên lần này kiên quyết không hòa giải gì nữa. Tình hình của hai anh em mỗi lúc một căng thẳng hơn. Bên nào cũng cho rằng mình đúng, nên ai khuyên gì cũng không nghe. Thôi thì trước mắt đành phải chấp nhận tới đâu hay tới đó. Có lẽ họ cần thêm thời gian. Chờ một lúc nào đó, khi đã bình tâm trở lại, họ sẽ có những suy nghĩ khác hơn. Prom Party, hay còn gọi là Prom Night, là một buổi tối dạ hội hoặc tiệc chia tay do trường học tổ chức, với sự tham gia của tất cả giáo viên và học sinh trong trường. Ở các nước trên thế giới, đặc biệt là phương Tây, tiệc prom là một kỷ niệm quan trọng trong đời học sinh và có thể xem như là truyền thống không thể thiếu ở hầu hết các trường. Nhưng ở Việt Nam thì tiệc ấy chỉ mới du nhập vài năm trở lại đây thôi. Thế nên dịp hội này vẫn còn nhiều điều mới mẻ và đầy hấp dẫn đối với các cô cậu học sinh. Đây sẽ là lúc họ thoát khỏi áp lực học tập và thoải mái vui chơi nhảy múa, được tự do ăn diện những bộ trang phục rực rỡ nhất để thể hiện phong thái và cá tính của riêng mình. Và dĩ nhiên, Hà Vi và Hoài Thu cũng rất nôn nao trước buổi tiệc sang trọng này. Từ nhiều ngày trước, hai nhỏ tất bật chuẩn bị những bộ cánh đẹp nhất để phô diễn hết vẻ đẹp của mình trong buổi tối đêm nay. Dù vài giờ nữa tiệc mới chính thức bắt đầu, nhưng hai nhỏ đã chuẩn bị sửa soạn từ rất sớm. Trong khoảng thời gian đó, cứ mỗi lần mặc một bộ trang phục nào là Hà Vi liền chụp ảnh lại gửi cho Lan Nhi xem. Không ai thích hợp hơn, vì Nhi không những có gu ăn mặc thời trang quý phái sang trọng, mà cô còn là hoa khôi 3 năm liền của chính ngôi trường mà Vi đang theo học. Nếu ngày đó mà có tiệc prom như bây giờ, thì Lan Nhi sẽ dễ dàng giành danh hiệu queen của dạ hội. Hà Vi tin chắc là như thế. Có điểm tựa uy tín đến như vậy, nên Vi cũng tự tin hơn hẳn. Sau một hồi tham khảo ý kiến của Lan Nhi, thì Vi đã chọn được một bộ đồ hợp nhất với mình. Nhỏ cùng với Hoài Thu bước ra chỗ xe hơi của Thanh Tùng, bạn trai nhỏ đang chờ sẵn. Vừa thấy Hà Vi với bộ cánh lộng lẫy, nửa kính nửa hở đầy hấp dẫn, Thanh Tùng đã ngơ người thẫn thờ trong giây lát. Chỉ đến khi Vi khều nhẹ vào vai hắn, hắn mới tỉnh táo trở lại. Em đẹp quá. Như vậy thì ngôi queen của dạ hội làm sao thoát khỏi tay em được đây? Hà Vi mỉm cười ngại ngùng, đưa tay nhéo mũi Tùng. Không chần chừ, Tùng vội mở cửa xe để hai cô gái xinh đẹp bước vào, rồi quay ra ngồi lên ghế lái, cầm vô lăng đưa họ đến buổi dạ tiệc. Vừa đến nơi thì không khí rộn ràng nhộn nhịp khắp sân trường,
đã len lỏi qua từng khe hở luồn vào trong xe. Đầu đầu cũng thấy những nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ, nói cười vui vẻ. Tùng bước ra trước, nhẹ nhàng mở cửa xe mời Hà Vi và Hoài Thu bước xuống. Ngay lập tức, vẻ đẹp hút hồn cùng bộ váy sang trọng của Vi như một thanh nam châm thu hút mọi ánh nhìn. Cả nam lẫn nữ đều say sưa dõi theo từng bước đi thanh lịch của nhỏ, đến tận vào trong hội trường, tụ điểm chính diễn ra dạ hội. Đêm ấy là một đêm hạnh phúc nhất của Hà Vi, có lẽ hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời của nhỏ. Không quá khó khăn, Hà Vi trở thành trung tâm của vũ hội. Mọi thứ diễn ra như xoay vòng quanh nhỏ. Và dĩ nhiên, ngôi vị nữ hoàng của buổi tiệc không thể thuộc về ai khác ngoài Hà Vi, với số lượt bình chọn vượt xa đối thủ. Vương miện nữ hoàng trang trọng đã được đặt nhẹ nhàng lên đầu Vi. Dưới sân khấu tràn ngập tiếng reo hò, theo kèm những tràng pháo tay không ngớt rộn rã vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, Vi vỡ òa với những giọt lệ xúc động. Chưa bao giờ nhỏ nghĩ sẽ có thể được hạnh phúc như thế này. Mọi người chú ý, trở thành trung tâm của buổi tiệc, và có một chàng trai khôi ngô lịch lãm đang chờ đợi mình. Tiết mục chính của buổi tiệc kết thúc, cặp King và Queen sẽ bước ra vị trí trung tâm, rồi cùng nhau nhảy điệu slow dance. Nhưng Vi đã từ chối nhảy với King như thông lệ. Cô muốn dành khoảnh khắc quý giá này cho mối tình đầu của mình. Hai người cùng nhau nhịp nhàng từng bước, nhảy theo điệu nhạc du dương lãng mạn. Vi tựa đầu vào vai Tùng, cho mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ cuộc đời của nhỏ từ nay sẽ bước sang một trang mới, hạnh phúc và ấm êm hơn bên cạnh người mình yêu. Tùng khẽ thì thầm vào tai Vi. Lát nữa xong tiệc á, em nói với Thu về trước đi. Hai đứa mình tới chỗ này, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng đâu. Hà Vi cười nhẹ gật đầu đồng ý, rồi hai người tiếp tục tình tứ mà khiêu vũ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.